Khánh Toàn xin được kính chào toàn thể các bác, các chú, các cô, các anh chị và các bạn học viên của kênh Diễn giả Khánh Toàn Special, một kênh chuyên về huấn luyện, đào tạo và chia sẻ các kiến thức, kỹ năng về sự kiện và miễn phí 100%. Và ngày hôm nay thì với một cái video ngắn này, Khánh Toàn trong một cái không khí, trong một cái tâm thế rất là hạnh phúc và vui sướng, bởi vì ngày hôm qua thì Khánh Toàn đã nhận được một món quà đến từ mạng xã hội rất lớn của trên thế giới mang tên YouTube. Món quà của YouTube nó không phải là món quà về vật chất, nhưng đây là một món quà về tinh thần. Nó thể hiện cho sự động viên sau những nỗ lực cống hiến của những người sáng tạo, những người làm kênh trên mạng xã hội mang tên YouTube, và trong đó có Khánh Toàn. Những người nào đạt 100.000 người theo dõi đăng ký, hay còn gọi là 100 subscribe, thì YouTube sẽ tặng cho một phần thưởng về mặt tinh thần, chúng ta gọi đó là nút bạc. Và sau có 8 ngày thôi, 8 ngày gửi hồ sơ thôi, thế là bên Mỹ YouTube người ta đã gì ạ, đúc ra một cái nút bạc có gắn tên của Khánh Toàn và gửi về Việt Nam. Tôi không tưởng tượng tại sao lại nhanh như vậy. Tìm hiểu thì có rất nhiều các anh các chị, các bạn làm YouTube thì bảo thường phải 2 đến 3 tuần, nhưng mà Khánh Toàn thì gần như cái gì cũng nhanh. Đấy, làm video nhanh, được bật kiếm tiền nhanh, đạt 100.000 subscribe, 100 lượt theo dõi đăng ký cũng nhanh. Tôi cho rằng trong khoảng 6 tháng, 7 tháng mà được bật kiếm tiền, rồi là 10 tháng mà đạt nút nút bạc, là cho vậy là rất nhanh. Một cái kênh về đào tạo chia sẻ. Và đây, không tào lao mía lao nữa, và thưa quý vị, trên tay Khánh Toàn đây chính là một cái hộp mà ngày hôm qua thì bên viễn thông, bên bưu điện, một anh shipper đẹp trai đã gửi cho Khánh Toàn nhận và rất hồi hộp. Lẽ ra là bóc từ ngày hôm qua thôi, nhưng mà lại chụp ảnh để đăng YouTube và đăng Facebook khoe mọi người. Còn ngày hôm nay mới chính thức mình bóc tem, mình đập hộp ra xem cái món quà của YouTube dành cho nhà sáng tạo, dành cho Khánh Toàn nó là cái gì, bao nhiêu đô la, bao nhiêu vàng, bao nhiêu tiền bạc ở trong này, chúng ta gọi đó là nút bạc. Rồi bây giờ Khánh Toàn sẽ chính thức bóc tan một con dao lam. Rồi rất cẩn thận anh chị ạ, một cái hộp nhé, được dán rất cẩn thận. Ở trên này họ ghi đầy đủ thông tin, tức là shipper là order từ đâu đến đâu và có thông tin của người nhận. Đương nhiên rồi, mang tên Nguyễn Mạnh Toàn, tên thật của Khánh Toàn tên là Nguyễn Mạnh Toàn nha anh chị, chứ Khánh đó là tôi lấy tên lót của bố nuôi tôi. Bố nuôi thì mất cách đây 13 năm, và trước khi mất thì theo nguyện vọng của bố, Khánh Toàn chuyển từ tên Nguyễn Mạnh Toàn sang Nguyễn Khánh Toàn như một sự tri ân, như một sự cảm ơn. Rồi chúng ta bây giờ bóc nào, xem nào. Mình bóc ngược ta. Rồi anh chị sẽ chờ một chút xíu, Khánh Toàn sẽ bóc ra. Đây rồi. Rồi xem trong này là cái gì. Và đây thưa anh chị, rút ra nào. Đó, wow, trước hết đó là một cái lót, cái lót bằng mút cho nó êm thôi, tránh va đập. Tiếp theo nữa, wow, không có gì. Cái này là cái gì ta? Nó như là một cái cạc thôi, một cái cạc. Chắc là của bên KCS, tức là bên đóng gói gửi cho mình. Anh tên là anh Rick thì phải. Và tiếp theo đây là một cái thư chúc mừng gửi đến nhà sáng tạo đạt 100.000 subscribe, chúc mừng thôi, của ông CL trên YouTube nha. Ông gì đây, Waski nha. Waski. Đó, ông CL của YouTube gửi chúc mừng bạn thôi, thư thôi. Toàn tiếng Anh thôi. Rồi, tiếp theo đây là một cái biểu mẫu thôi, biểu mẫu về cái biểu tượng của nút bạc thôi, tức là những cái mẫu, ví dụ mẫu cũ này, rồi mẫu mới này, vân vân. Phía sau không có gì, rất lắm giấy tờ. Đây rồi. Và tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu chủ nhân của hộp quà ngày hôm nay. Chúng ta cùng hướng về sân khấu để đón chào chủ nhân của hộp quà ngày hôm nay. Và chủ nhân này đã thuộc về diễn giả Khánh Toàn. It's me, chính là tôi. Nóng quá toát cả mồ hôi. Nút bạc để đây, đã xem bên trong còn cái gì không. Chắc là phải có tiền vàng gì đấy chứ. Còn một thứ. Hả? Cái gì đây?
Wow. Thực ra, đây chỉ là một trong những sản phẩm để hút ẩm, tức là gói chống ẩm. Than 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 than. Hết rồi quý vị. Dục đi. Than 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 than. Đã hết nha. Hết rồi nha. Rồi, gói chống ẩm. Than than than. Dục đi. Thư. Thôi để đây. Than than, mình dục là mình xúc phạm họ chứ, mình phải cảm ơn họ. Một cái món quà về ý nghĩa tinh thần. Để đây nha, trân trọng. Rồi, cái cạc để đây. Cái lót chống sóc, chống hư hại để đây. Tiếp theo, và đây là nút bạc đang được đựng trong một cái túi ni lông nha. Cái túi ni lông, chúng toàn sẽ tìm cách. Đây rồi, bóc nó ra xem nào. Cái gì cũng dính, dán bằng dính không. Y như diệt Việt Nam vậy đấy. Cái gì cũng chơi túi ni lông. Rồi. Wow. Mình xem mặt sau đã. Một, hai là hai cái lỗ dành để treo lên tường nha. Dành để treo lên tường. Mặt phía sau của nút bạc khá nặng anh chị ạ. Mặt phía sau của nút bạc xà mịn mịn. Chà, bằng nhung, bằng vải gì đấy ha. Bằng vải nhung để cho nó êm và nhìn cho nó vip vip thôi. Nặng quá ta. Còn đây là phía trước, rất dày dặn nha. Còn đây là phía trước. Gỗ không phải, nhựa cũng không giống, nhôm cũng không, bạc cũng không. Tôi nghĩ đây có thể là vừa nhôm vừa bạc và nhựa vừa chrome nha. Và một cái hỗn hợp thôi, một cái hợp kim thôi. Nói chung là rất là đẹp. Có ghi tên, anh chị thử nhìn nha. Để gần vào anh chị, có nhìn không ta, nó có bị lóa không? Đây, 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 đó. Có ghi tên diễn giả Khánh Toàn, đó, diễn giả Khánh Toàn YouTube nha. Dành tặng đến diễn giả Khánh Toàn đạt 100.000 sprite. 100.000 đăng ký. Rồi, còn ở trên này là tráng bằng gương, biểu tượng nút play nha, nút bạc play, tráng bằng gương, trọng vắt. Wow, soi gương mình luôn, toát mồ hôi. Hôm nay thời tiết hơi nóng anh chị ạ, nha, toát mồ hôi. Và thưa tất cả các anh các chị, tất cả các cô các bác, và để đạt được món quà về mặt tinh thần này thì bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, sự quyết tâm của bản thân, cũng như bằng sự chân thành, nhiệt thành, sởi lời, cởi mở của chính Khánh Toàn khi thực hiện chia sẻ các kiến thức, các kỹ năng mà Khánh Toàn đã được đào tạo hết sức cơ bản và viết sách khoảng 20 năm gửi tặng tất cả các cô bác, các anh chị cũng như các bạn học viên ở trên kênh YouTube kể từ ngày tháng 3, kể từ tháng 3 năm 2020 và bây giờ thì tháng 5 năm 2021 thì đã đạt được cái nút bạc. Và bên cạnh Khánh Toàn thì một sự đóng góp vô cùng to lớn, thậm chí sự đóng góp này mang yếu tố quyết định cho cái việc mà có được nhận nút bạc hay không, cũng như sau này có cái việc mà phát triển kênh nữa hay không, thì đó chính là tất cả các quý khán thính giả, các bác cao tuổi, các chú, các cô, rồi các anh, các chị và những người bạn của Khánh Toàn, những người em, thậm chí có cả các cháu nhỏ và các bạn học viên đã yêu thương và tin tưởng, động viên, cổ vũ, khích lệ cho kênh. Khánh Toàn thì không phải là tất cả. Mỗi video của Khánh Toàn luôn luôn có cái câu như vậy. Khánh Toàn không phải là tất cả. Nếu cái gì mà tôi nói ra mà cũng đúng thì có lẽ tôi đã đoạt giải Nobel về văn học, đoạt giải Nobel về tổ chức sự kiện, đoạt giải Nobel về lĩnh vực nào đó rồi. Nhưng mà rõ ràng vẫn đang ở Hải Dương và ngồi ăn tục nói phép chém gió với anh chị trên tinh thần chia sẻ cởi mở vui tươi thì đóng góp một phần nào đó kiến thức nhỏ nhỏ, 5% cũng vui rồi, 10% thì vui hơn, 20% thì tuyệt vời, để chia sẻ với cô bác anh chị những kiến thức về cá nhân này, gia đình, đời sống, xã hội, đặc biệt là các kiến thức về tổ chức sự kiện, các phát biểu về đoàn nội hội Khánh Thành, thượng thọ sinh nhật, các hội nhóm hội người cao tuổi, cựu chiến binh, cho đến đình, đền, lễ tang, tiệc cưới, vân vân, cái gì cũng có. Và tất cả các cô bác tham khảo thôi, xong là chỉnh sửa là quyền của cô bác, vì mình phải chỉnh sửa chứ, để nó phù hợp với điều kiện, này, bối cảnh và cá nhân của chính mỗi quý vị, của mỗi chính gia đình. Sau video khoe cái món quà này thì Khánh Toàn sẽ tiếp tục trở lại với những video để phục vụ toàn thể quý khán giả. Một lần nữa, rất vui khi được đón nhận món quà mang tên nút bạc của YouTube dành cho nhà sáng tạo.
và cảm ơn tất cả các quý vị, và rất mong muốn quý vị hãy yêu thương. Quý vị nào chưa đăng ký cổ vũ khích lệ cho kênh thì chúng ta ấn đăng ký, và đừng quên ấn cái nút chuông thông báo cạnh cái chữ đăng ký màu đỏ. Ấn nút chuông là rất quan trọng cô bác nhé, bởi vì tất cả quý vị mà ấn nút chuông thì Khánh Toàn đăng bất cứ một video nào thì nó sẽ báo tinh tinh đó trước 1-2 tiếng để tất cả cô bác biết là mấy giờ thì thằng Toàn nó đăng video, mình lại được nghe nó chém gió, được chia sẻ với nhau. Và đừng quên ấn like, đừng quên để lại bình luận cũng như chúc mừng cho Khánh Toàn. Xin cảm ơn, xin chào, thân ái và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo trên kênh. Tan 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 tan. Cảm ơn quý vị.